Đến với chương mục mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 50%. Đây là số doanh nghiệp xuất khẩu ở nhiều lĩnh vực như dịch may, da dài, thủy sản nhưng không có trang web riêng để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình. Số liệu vừa được Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin công bố. Sau khi tiến hành khảo sát hơn 800 doanh nghiệp trong năm 2015, Báo cáo này cũng cho thấy ngay cả các website doanh nghiệp đã có cũng chưa phát huy hết hiệu quả trong việc hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, vì chỉ có 58% trang web này có phiên bản tiếng nước ngoài. Điều này cho thấy phương thức thiết lập quan hệ đối tác của các doanh nghiệp Việt Nam hiện vẫn chủ yếu dựa vào phương thức truyền thống là gặp gỡ trực tiếp, với hơn 59% doanh nghiệp lựa chọn, còn việc dựa vào website hay sàn thương mại điện tử mới chiếm 19%.